Xin chào các bạn đến với kênh Sáng Tắm TV nha. Hôm nay chúng ta cùng người hãy quay cửa xe ghe và xe lăn vượt cống nha. Đây là một chiếc xe lăn chở thẩm. Cho chiếc xe lăn đi thật thẳng qua cống nha. Hôm nay nước đổ cũng rất là mạnh nha các bạn. Lên gà cái loại cát hay là loại cát xa lốc các bạn. Wow, chắc đụng quá, mất lái rồi. Xe lăn đã lấy lái này được rồi. Quá bề luôn. Ông phụ lái ông bắt buộc thổi thôi. Cái xe lăn này lái qua cái khu vực này rất là khó các bạn. Tại vì nước nó đẩy xe lăn đưa qua cái đít dễ bị dính vô cống lắm nha. Đó, lấy hai tay luôn nè, nước quá mạnh luôn nè. Bay quá mạnh luôn. Đây là một chiếc ghe chở thẩm nha. Giờ mình chỉ thấy cái mũi với lại chiếc ghe này còn cái giữa tiêu rồi. Trời ơi, lái nó gây gớm rồi. Nước nó đẩy khủng khiếp các bạn. Chiếc tiếp thịt dây nhờ làm nhặt luôn. Quá trời. Bắn là nước bây giờ nó đang chuyển xuống nha, chiếc ghe này đã vượt qua được nha. Đi qua đây là một thử thách nha các bạn. Tài công ở đây phải tập trung 100% sức lực, rất là tập trung nha. Thôi nó vừa bơi qua mà không lấy lái lại là sập vô cống rồi các bạn, thì nước nó đẩy rất là ghê. Sửa lại và đây thêm một chiếc xà lan nữa nè. Xà lan khu vực này không lớn lắm nha, người ta sẽ làm một chiếc xà lan vừa qua cống rồi, nhưng mà lớn hơn không thể nào qua cống, tại vì cái cống bề ngang có 10 mét thôi. Quá đẹp luôn.
đây là một chiếc xà lan chở cẩm tiếp tục vào cẩm nha, nước đẩy cũng tiếp thiệp. Ở phía sau còn rất là đông ghe và xà lan cũng bị qua nha các bạn. Trời ơi, chiếc xà lan này ngập đầu hết trơn, ngập mũi hết trơn. Nước vô lù mũi rồi. Hóa mấy lần khủng khiếp. Để chiếc xà lan qua ngọt ngào luôn các bạn. Xem chiếc ghe này nó qua mấy cái ghê nè. Đó, bây giờ nước đang đẩy xuống nè, chưa lên ga đâu, là gần gần anh ấy sẽ lên hết ga luôn nha. Đó, tăng tốc. Bên ngoài là sông Cổ Chiên nha các bạn.